Xin chào tất cả các bạn. Ở các video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành xong đề thi năm 2015, 2016, 2017, 2018 và ở video này chúng ta sẽ làm đề thi năm 2019 của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 chuyên Anh trường Trần Đại Nghĩa. Về cấu trúc đề thi, điều kiện dự thi, thời gian làm bài thi, vân vân thì chúng ta đã trình bày rất là nhiều ở các video trước đó, thì ở video này chúng ta sẽ không đề cập nhiều nữa. Thì năm 2019 là các bạn làm thẳng vào cái đề thi của chúng ta. Ở đây các bạn có thông tin họ và tên học sinh, ngày sinh, nơi sinh, học sinh trường, các bạn điền vào thông tin đây. Hội đồng khảo sát số, phòng số. Rồi, khi mà các bạn làm thẳng vào đề thi thì có những cái lưu ý. Đây, các bạn nên dành chút thời gian để đọc là ghi đầy đủ các mục ở trên bằng một loại bút mực. Có nghĩa là các bạn chỉ làm bằng viết một màu thôi. Làm bài bằng cách thực hiện theo hướng dẫn. Các chọn lựa và trả lời trong bảng trả lời ở ngay trang này. Không dùng bất cứ tài liệu nào để đánh dấu bài. Rồi, đây các bạn. Đây là các yêu cầu các bạn nè. Hướng dẫn yêu cầu. Thì ở đây có một cái yêu cầu là các bạn không dùng bất cứ ký hiệu nào để đánh dấu bài. Sẽ vi phạm các bạn ha. Các bạn đánh dấu số bao nhiêu đó thì ở bài thi để ghi chú là đây là bài thi của mình thì sẽ bị vi phạm đề thi. Các bạn không nên ghi một cái số đặc biệt nào trên bài thi của mình, ở góc phải, góc trái hay vân vân. Rồi, chúng ta xem bài khảo sát số 1 ngày 12 tháng 6 năm 2019. Thì thời gian làm bài của chúng ta là 45 phút. Rồi, chúng ta đã biết ha, phần trắc nghiệm 45 phút. Hướng dẫn trả lời cho mỗi câu từ câu 1 đến câu 20 thì dùng bút chì. Rồi, dùng bút chì. Tô đen ô chọn lựa trong bảng trả lời. Đấy các bạn. Đây tô đen thế này. Ví dụ chọn đáp án A, tô đen đây. Đáp án này, nếu muốn đổi chọn đáp án khác dùng gôm để tẩy sạch đáp án cũ và tô đen đáp án mới. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 2 điểm. Từ câu 21 đến câu 24 thì thí sinh ghi câu trả lời vào bảng trả lời. Có nghĩa là câu này các bạn, 21 nè, 22, 23, 24, các bạn ghi câu trả lời của mình ở đây. Rồi, ghi câu trả lời ở đây. Nếu như người ta kêu là chúng ta phải ghi cái phép tính để mà ra đáp án, chúng ta phải ghi đây. Không trả lời bằng cách khoanh tròn ở đầu các câu đáp án trong phần đề dưới bảng trả lời. Có nghĩa là trong đây bạn không được khoanh tròn ở đây. Mà bạn chọn câu A này thì bạn phải khoanh tròn trong đây nè. Rồi. Chỉ chấm điểm cho phần bài làm trong bảng trả lời. Rồi, có nghĩa là các bạn làm trong đây thì chỉ chấm điểm trong đây thôi. Còn các phần ở ngoài đây thì các bạn sẽ không được chấm điểm. Đây là một cái lưu ý rất là quan trọng. Nhiều bạn làm khí thế luôn. Chọn khoanh tròn và cuối giờ thì các thầy cô nói là các bạn xem lại bài chuẩn bị nộp và nói lưu ý một phát thì các bạn mới cuốn luôn điền vô đây, thì chắc chắn là điền rất là vội và dễ dàng sai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào làm bài. Bài khảo sát gồm 24 câu. Đây là phần trắc nghiệm. Rồi chúng ta hãy xem, hãy nhìn vào cái sequence là một cái chuỗi hoặc một cái dãy của những con số. Chọn cái câu trả lời đúng cho cái dấu hỏi này các bạn. Đây. Dấu hỏi này đây. Thì dạng bài này chúng ta đã làm rất là nhiều ha. Ở các năm trước đó có rất là nhiều. Có những dãy rất là khó, có những dãy rất là dễ. Rồi. Thì để làm tốt thì chúng ta phải biết được quy luật của cái dãy số này. Và chúng ta phải thử mọi cách đó các bạn. Đôi lúc là nhân cho 2, rồi nhân 3, nhân 4, nhân 5. Đôi lúc là nhân 1 cộng 2, nhân 2 cộng 3. Rồi, nhiều khi cái số này trừ 3 cộng 5, cái này là trừ 4 cộng 6, trừ 7 cộng 8.
Thì đó là cái quy luật mà chúng ta phải nắm để chúng ta làm dấu hỏi này. Rồi bây giờ các bạn quan sát, ở đây là 21 nè, đây 20, đây 18, 15, 14. Rồi bạn nào mà tinh ý bạn thấy nè, 21 tới 20 là một số, 20 tới 18 là hai số, 18 tới 15 là ba số, 15 tới 11 là bốn số. Thế là giảm các bạn. Ở đây giảm 1, ở đây giảm 2, đây giảm 3, đây giảm 4. Thì đây sẽ là giảm 5. Vậy là 11 trừ 5 bằng 6. Rồi, chúng ta chọn câu D. Lưu ý ha, trong quá trình kỳ thi thực tế thì các bạn chọn câu D nè, thì các bạn phải tô vào cái câu D này. Tô đầy luôn nha. Rồi. Bây giờ chúng ta qua câu số 2, chọn cái option, chọn cái lựa chọn. Cái mà thì khác nhau nè, trong một vài cách từ những cái khác. Rồi. Rồi có nghĩa là trong bốn cái này các bạn sẽ có một cái nó khác với những cái còn lại. Rồi bây giờ các bạn quan sát, các bạn thấy là A nè, S, D, G, F. Câu B là T, B, L, K. Còn câu C á là V, B, N, M. Còn câu D là A, O, E. Thì rõ ràng các bạn thấy ha, trong tiếng Anh của chúng ta, người ta chia ra chúng ta có là một cái là nguyên âm, là gọi là vowels, và phụ âm gọi là consonant. Thì trong câu A, câu B, này, câu C này các bạn, thì nó chính là consonant, là phụ âm. Còn câu D của chúng ta nè, A, O, E, bạn nào đọc hay thành ỏi ỏi á ha, đó, thiếu chữ U. Rồi vậy thì đây chính là nguyên âm, bốn cái chữ này là nguyên âm này các bạn. Còn những cái chữ này nè, V, B, N, M, T, B, L, K là phụ âm. Vì vậy chúng ta chọn câu D. Rồi chúng ta chọn câu D. Rồi chúng ta chọn câu D. Đây, lưu ý để các bạn tô ở trên nha. Bây giờ chúng ta qua câu số 3. Cát hồng hiêu. Hiêu là đồi cát các bạn. Hiêu. Rồi. Mũi Né Fishing Village là làng, làng cá Mũi Né. Phú Quý Island. Chữ Island, chữ S này bị câm. Dục Thanh School. Trường Dục Thanh. Trường Dục Thanh là nơi mà Bác Hồ đã từng giảng dạy các bạn. Rồi. Cái tỉnh nào là which province, cái tỉnh nào mà những cái nơi này thuộc về, những cái nơi này thuộc về. Thì nếu mà các bạn được ba mẹ dẫn đi du lịch nhiều, hoặc là các bạn theo dõi sách báo, nghe đài nhiều, thì các bạn thấy cái từ địa danh Mũi Né của chúng ta nè rất là thân thuộc. Và cái địa danh này nó ở Bình Thuận Province, là tỉnh Bình Thuận. Chúng ta chỉ cần biết một cái địa danh này thôi các bạn ha, thì các bạn sẽ chọn câu B luôn, Bình Thuận. Còn những cái địa danh này có thể các bạn không biết, nhưng mà cũng không có quan trọng, vì tất cả những cái nơi này nó đều thuộc một tỉnh này. Còn Mũi Né thì các bạn không biết, thì các bạn có thể biết cái địa điểm trường Dục Thanh nè, là nơi Bác Hồ đã từng dạy học ở đây. Còn đảo Phú Quý ha, cũng thuộc tỉnh Bình Thuận. Còn chúng ta có đồi Cát Hồng, thì còn một số bạn khi tới đây thì cũng thấy người địa phương ta gọi nhiều đồi cát các bạn, đồi cát vàng, rồi hay là đồi cát bay, nó có nhiều tên địa phương, trong đó cũng có tên là đồi cát hồng. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 4. Rồi để xem rõ câu số 4 thì chúng ta sẽ coi đây. The figure. The figure là cái hình đó các bạn. Cái hình đây, figure cái hình này. On the right là bên phải nè. Bao gồm, consists of là bao gồm. 35, keeps. Keeps thông thường là hình, khối, lập phương. Có nghĩa là dài, rộng, cao bằng nhau các bạn.
người ta sơn cái phần bên ngoài nha của cái hình này, và sau đó chia nó thành những cái clip, chia ra những hình nhỏ, bao nhiêu cái hình lập phương được sơn trên ba cạnh. Rồi các bạn lưu ý nha, là chúng ta phải hiểu câu hỏi này thì các bạn mới làm được. Vì vậy là trong quá trình các bạn luyện thi thì các bạn phải nâng cao từ vựng tiếng Anh là cái vốn từ của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói lại yêu cầu của đề thi là cái hình bên phải đây bao gồm 35 cái hình hộp, 35 kiếp đó các bạn. Và đáp án là 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Rồi 5 x 5 là 25. 1 2 3. 1 2 3. 25 cộng 9. 25 cộng 9 là 34. Còn thêm này nữa nè. Cái đáp này nữa. 35. Rồi đúng rồi, 35. Người ta sơn bên ngoài của cái hình này. Sơn bên ngoài hết cho các bạn. Sơn hết luôn. Các bạn lưu ý là người ta nói như vậy có nghĩa là người ta sơn cái phần đáy luôn nha các bạn. Là người ta sơn cái phần đáy luôn á, của cái hình này luôn á. Dĩ nhiên cái đáy nó không thể hiện đây mà. Sơn cái đáy luôn. Rồi. Và sau đó tách ra. Có nghĩa là lấy rời đó các bạn. Sau khi sơn lấy rời cục ra, cục này lấy ra, cục này lấy ra, cục này ra, cục này ra. Rồi. Có nghĩa là split it out á. Là các bạn lấy nó ra, tách nó ra, tách nó ra. Câu hỏi của chúng ta là bao nhiêu kiếp được sơn ba mặt. Rồi, sơn ba mặt. Có nghĩa là sao? Ví dụ như cái cục này nè các bạn. Nếu mà các bạn sơn lên một mặt nè. Hai nè. Hai đây. Ba đây. Rồi. Bốn đây. Đây, mặt đó là năm. Vì thế cục nhỏ nè. Nếu mà các bạn phải sơn năm mặt. Chỉ có cái mặt đáy của nó là không sơn được thôi. Các bạn thấy không? Mà người ta hỏi chúng ta là ba mặt thôi. Thì đây là cái bài tập mà chúng ta gặp rất là nhiều trong cái kỳ thi này. Đó là kiểm tra cái sự quan sát và suy luận của các bạn. Rồi, các bạn phải suy luận, quan sát một cách tinh tế. Cái hình này các bạn sẽ làm được. Rồi bây giờ chúng ta nhìn, chúng ta phân tích từng hình nha. Bây giờ các bạn thấy cái hình gốc rồi nè. Cái hình góc này à, đây là một mặt nè các bạn. Một mặt sẽ được sơn nè. Một mặt được sơn là 2 nè. Một mặt được sơn là 3 nè. Mặt đáy là 4. Vì là những cái cục và góc bỏ đi. Tương tự trên đây cái gì nè các bạn. Bỏ đi nè. Cục đầu này bỏ luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn bao nhiêu cục mà ba mặt nha. Bây giờ tới cục này các bạn. Cục này nè. Thì nó sơn một mặt đây. Bên hông là một mặt. Và một mặt đáy nữa là 3. Rồi mặt đáy nó là 3. Vì những cái cục này nè sẽ được sơn 3 mặt, còn một mặt nó dính với những cái khác là không được. Nó đếm nha. 1 2 3. Rồi. Ở đây 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Rồi là 12. Các bạn thấy vậy là 12 rồi đó. Mà ở trong đây các bạn thấy nè, 1 4 8 16. Nếu không có thời gian các bạn chọn luôn của D. Rồi. Ở đây chúng ta đếm tiếp nha. Cục góc này bỏ nè các bạn. Cục góc này bỏ nè. Không, cục góc này là 1 các bạn. 2, 3. Cái cục góc này cái đáy nó không có. Nên là cục góc này tính các bạn. Rồi, là 13 nè. 14 nè. 15. 16. Còn cái cục này nè các bạn. Cái cục này nè. Bởi vì đáy của nó bị dính rồi. Còn cái bên hông mà dính luôn nên chỉ sực sơn hai mặt thôi. Đây hai mặt. Vậy thì chúng ta sẽ chọn của D là 16 kiếp ha. Rồi chúng ta đếm, chúng ta nói lại một lần nữa nha các bạn. Là cái này sẽ được sơn ở trên và sơn ở đáy ở dưới. Thì các bạn thấy ở cái cục góc này nè. Một mặt, hai mặt, ba mặt. Ở dưới là 4. Bỏ cái cục góc ra đi. Còn những cái cục thế này nè. Một là 2 và đáy là 3. Rồi, vì những cái cục thế này đạt chuẩn. Chúng ta đếm 1, 2, 3. Hình chúng ta đều nhau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Nên là 12. Và cái cục này nè, cục góc này nè các bạn, bây giờ thì ở dưới đáy nó lại bị dính, nên nó còn 1, 2, 3. Rồi vì đây là 13, 14, 15, 16. Rồi bài tập này là kiểm tra cái sự quan sát của các bạn. Các bạn phải biết quan sát và suy luận. Nhìn vậy nhưng lại không dễ nhìn.
Bây giờ chúng ta qua câu số 5. Cái nào ở dưới đây consists of, bao gồm synonyms, là những cái synonyms các bạn. Synonym là những cái từ cùng nghĩa, đồng nghĩa với cái từ nation. Là các bạn biết từ nation là từ nghĩa là quốc gia rồi. Quốc gia. Rồi. Bây giờ chúng ta xem A là Giang Sơn. Cũng là quốc gia đó, này non sông. Non sông. Cũng quốc gia. Sơn Hà. Sơn. Núi. Hà. Biển. Sông. Còn nhân dân. Nhân dân là người nha các bạn. Để các bạn bỏ câu A nè. Tương tự thì câu C các bạn thấy cũng có từ nhân dân. Các bạn bỏ luôn. Bây giờ chỉ có B với câu D thôi. Là câu B là Giang Sơn, Sơn Hà, Tổ quốc, xã tắc. Còn câu D các bạn là Tổ quốc, Thiên Hạ, Đất, Tổ, Núi Sông. Thì chúng ta có cái từ núi sông đây nè các bạn. Núi sông. Rồi. Có nghĩa là đơn giản chỉ là chỉ cái núi sông thôi, không phải là có ý nghĩa là cái nation ở đây. Thì câu số 5 này. Câu số 5 này, các bạn chọn câu B. Chúng ta có từ Giang Sơn này các bạn, Sơn Hà, đặc biệt là ngày xưa hay dùng Giang Sơn, Sơn Hà, xã tắc. Đây, Sơn Hà, xã tắc, Tổ quốc, Giang Sơn. Còn chữ núi sông này nè các bạn, tuy là nó cũng tương tự như cái chữ Sơn Hà này nè, nhưng mà nó lại khác nghĩa. Là ngày xưa ta dùng chữ Sơn Hà để nói một cái quốc gia. Còn dưới đây khi mà chữ Sơn Hà mà sang chữ tiếng Việt hiện đại chúng ta là núi sông nè, thì không còn là quốc gia nữa các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 6. Hãy đọc câu chuyện dưới đây. Rồi, chúng ta hãy đọc câu chuyện dưới đây. Pencil. Pencil là bút chì các bạn. I'm sorry. Pencil. I'm sorry. Tôi xin lỗi rằng... Ở đây chúng ta thiếu một câu các bạn. Ở đây chúng ta thiếu một câu. Pencil. Rồi chúng ta xem pencil mới nói I'm sorry, tôi xin lỗi. Thì cục tẩy mới nói tại sao, bạn có làm gì sai đâu. Rồi thì pencil là cái viết chì các bạn mới nói rằng tôi thì xin lỗi rằng bạn bị đau. Bởi vì tôi. Whenever, bất cứ khi nào. Whoever, bất cứ người nào. Bất cứ khi nào mà tôi làm, tôi gây ra lỗi nè. Make a mistake. Có nghĩa là viết sai các bạn ý nói vậy. Bạn luôn luôn ở đó để mà xóa nó. Và cục tẩy các bạn. Xóa nó. Nhưng khi mà bạn làm cái lỗi sai của tôi, vanish, biến mất, là xóa xong các bạn. Bạn mất một phần của cơ thể bạn, có nghĩa là cục gôm đó, nó sẽ bị mòn đi. Bạn sẽ trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn mỗi lần như vậy. Thì cục tẩy mới nói các bạn, cục gôm, điều đó thì đúng. Nhưng tôi không bận tâm. Nhưng tôi không bận tâm. Bạn thấy đấy. Tôi được tạo ra để làm cái điều này. Tôi bị buộc để mà giúp bạn bất cứ khi nào bạn gây ra lỗi lầm hay là bạn viết sai. Rồi. Tôi được sinh ra để giúp bạn bất cứ khi nào bạn viết sai. Dù cho một ngày nào đó tôi biết là bạn sẽ đi. Và bạn sẽ thay thế tôi.
với một cái cục tẩy mới. Tôi thật sự rất là vui với công việc của tôi. Vì vậy, làm ơn đừng có lo lắng. Tôi ghét nhìn thấy bạn buồn. Rồi, cái này là được trích đoạn từ Internet. Trích đoạn Internet. Rồi, câu hỏi của chúng ta là What is the meaning of the story? Là cái câu chuyện này có ý nghĩa là gì? Cái gì là ý nghĩa của câu chuyện này? Rồi, nếu như bạn mà hiểu được bốn cái câu này thì bạn sẽ dễ dàng trả lời cái câu hỏi ý nghĩa câu chuyện này, bởi vì câu chuyện chúng ta rất đơn giản bạn ha, rất đơn giản và rất là rõ nghĩa. Bây giờ chúng ta xem câu A, cây viết chì cảm thấy annoy, đó annoy là bực bội, vậy thì chúng ta bỏ coi luôn khỏi cái suy nghĩ nữa các bạn. Viết chì cảm thấy bực bội, trong bài thì các bạn đọc các bạn thấy là nó không có cảm thấy bực bội ha. Về cái công việc của nó là được xóa bởi cục gôm. Về công việc của anh ấy được xóa bởi cục gôm. Có nghĩa là viết chì cứ viết mà gôm nó cứ xóa. Rồi ý nói vậy các bạn. Câu B. Cục tẩy nè, cảm thấy delighted. Chúng ta có từ delighted có nghĩa là happy, cảm thấy rất là vui. Để mà fulfill là hoàn thành cái trách nhiệm của nó. Rồi cục tẩy thì cảm thấy rất là vui để mà hoàn thành tất cả các trách nhiệm của nó. Chúng ta có câu C, cục tẩy là ghét nè, để xem cây viết, để mà nhìn cây viết chì buồn. Vì vậy nó thực hiện, carry out, thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Rồi, thì trong bài của chúng ta cũng có cái từ sẽ là buồn. Đây các bạn, I hate see you sad. Rồi, nhưng mà có từ buồn này, nhưng mà ý nói là bạn đừng có buồn nữa, bạn buồn thì mình rất là buồn, bạn vui mình rất là vui, ý nói vậy các bạn. Còn câu này cục tẩy nè, ghét để mà xem cái biết chì cảm thấy buồn, vì vậy là cục tẩy này là thực hiện cái nhiệm vụ của nó. Duties là những cái nhiệm vụ trách nhiệm. Câu này có nghĩa là gượng gạo mà ha, gượng gạo, thấy như vậy bực bội nên làm luôn, tôi nói vậy. Bây giờ câu D, cái viết chì cảm thấy nè tiêu, chúng ta có fed up là chán nha, fed up là boring các bạn, boring. Khi mà anh ta cần một tẩy mới mọi lúc, cảm thấy chán mà khi anh ta cần một tẩy mới mọi lúc. Câu D nó hơi rối nghĩa bởi vì nó sai. Chúng ta dễ dàng chọn câu B. Khi mà các bạn hiểu được cái câu này, cục tẩy cảm thấy rất vui khi mà nó hoàn thành những nhiệm vụ của nó, rất rõ ngõ nghĩa trong bài các bạn ha. Vì vậy là trong quá trình luyện thi thì các bạn phải nâng cao từ vựng tiếng Anh của mình. Các bạn càng có nhiều từ vựng thì các bạn càng có nhiều cơ hội để mà làm đúng cái dạng tập này. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 7. This lady là cái quý bà này, hay là cái người phụ nữ này các bạn. Người ta dùng chữ lady để mà tôn kính, tôn vinh người này, ý nói là quý phái các bạn. Cái người phụ nữ quý phái này là general, là cái vị tướng female, tướng nữ đầu tiên, first, của quân đội nhân dân Việt Nam. Rồi chúng ta có quân đội nhân dân Việt Nam. Tên của cô ấy là thì associated with thì được liên tưởng với phong trào movement, là phong trào đồng khởi của Bến Tre, phong trào đồng khởi ở Bến Tre. Cô ấy là ai? Đây là một câu hỏi liên quan tới yếu tố môn lịch sử. Thì các bạn học, các bạn biết là bà Nguyễn Thị Định là cái người nữ thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên. Vì vậy chúng ta chọn câu B,
Thì đối với những câu hỏi này thì yêu cầu là các bạn phải nắm một số chi tiết trong lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta và thậm chí là dân tộc thế giới các bạn. Tuy nhiên là những cái câu hỏi về lịch sử á, thì họ sẽ không có đánh đố chúng ta quá là chi tiết. Vì vậy các bạn nên chú ý tới những cái câu hỏi ví dụ như là như cái đề thi mà trước đây chúng ta giải trước đó thì ví dụ như là mà Trưng là cái người mà đến trận đầu tiên chống lại quân xâm lược ở phía Bắc, đến trận đầu tiên là người mở đầu và Ngô Quyền là người kết thúc, thì những cái cột mốc lịch sử đó các bạn cố gắng ghi nhớ. Rồi có vậy chúng ta chọn và Nguyễn Thị Định. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 8. Once upon a time, ngày xưa một người đàn ông và vợ của ông ấy có một cái fortune. Fortune là có cái tài sản, có cái gia tài các bạn, có cái gia tài rất là tốt này. Rồi có cái niềm may mắn rất là tuyệt vời để có một con goose là con ngỗng các bạn, cái mà đẻ này, một trứng vàng mỗi ngày. Rồi, một trứng vàng mỗi ngày. Lucky Doe Day. Rồi chúng ta có Lucky Doe Day, người ta đưa chữ Lucky lên. Dù cho đâu dù cho các bạn, dù cho họ thì rất là may mắn, họ sớm trở nên nghĩ rằng họ không có get rich fast, giàu đủ nhanh, trở nên giàu đủ nhanh fast enough. Họ tưởng tượng rằng nếu con ngỗng này thì có thể đẻ những cái trứng vàng, thì its inside là bên trong của nó phải được làm bằng vàng. Và họ nghĩ rằng nếu như họ có thể có được những cái metal là cái kim loại, có những cái kim loại precious là quý giá đó as once, một lúc, một lần các bạn, có một lần có nghĩa là một ngày nó đẻ một trứng, thì một năm đẻ 100 trứng thì mổ bụng ra sẽ có hơn 100 trứng, ví dụ vậy. Họ sẽ get trở nên extremely là cực kỳ các bạn, và siêu ấy đó là siêu cực kỳ rich, giàu rất là sớm. Therefore, vì vậy cái người đàn ông và vợ của mình quyết định để mà giết con ngỗng. Tuy nhiên upon là khi các bạn on, khi cắt cái con ngỗng, open là cắt nó mở ra luôn, mở cái bụng ra. Khi mở bụng con ngỗng, họ thì shock, họ thì rất là shock. Tiếng Việt của chúng ta cũng là shock luôn, có nghĩa là cực kỳ ngạc nhiên, mà ngạc nhiên theo nghĩa là không tốt đó các bạn. Có nghĩa là cái sự kiện đó là nó làm cho mình cực kỳ shock, là không có tốt, không có vui. Để thấy rằng cái bên trong của nó thì chính xác như bên trong của bất kỳ con geese, con ngỗng nào khác. Thì chúng ta có từ geese đây các bạn, là số nhiều của từ goose. Có nghĩa là bên trong của nó thì cũng giống như là bên trong của những cái con ngỗng khác. Rồi, số nhiều là geese. Bây giờ câu này thì họ yêu cầu chúng ta, họ yêu cầu chúng ta, hỏi chúng ta là các bạn, đây cái tục ngữ nào ở dưới đây thì bày tỏ tốt nhất nè, là cái thông điệp của câu chuyện. The message là cái thông điệp của câu chuyện. Rồi chúng ta có proverb là tục ngữ nè, message là thông điệp. Rồi chúng ta bốn câu: không nên bỏ tất cả số trứng vào trong cùng một rổ. Các bạn đọc cái câu này là tiếng Việt nè, các bạn dễ dàng hiểu ha, không phải có A. Rồi, không nên bỏ tất cả số trứng vào trong cùng một rổ, ý nói là chúng ta phải chia sẻ cái rủi ro, nó không liên quan đến đây hết các bạn. Cái thành ngữ tiếng Anh tương ứng với cái câu này là don't put all your eggs in one basket. Thành ngữ trong tiếng Anh thì trong đề thi tuyển sinh của chúng ta rất là nhiều nha,
Các đề thi năm trước các bạn có theo dõi, các bạn sẽ thấy rất là nhiều thành ngữ. Rồi câu B là trứng mà đòi khôn hơn vịt. Rồi thành ngữ tiếng Anh tương ứng là don't teach your mother to suck eggs. Đừng có chỉ cho mẹ các bạn để mà quậy trứng. Câu C, tham thì thâm. Grabs on, lose on. Rồi, chuột lấy hết, mất hết. Còn câu D là tích tiểu thành đại. Thành ngữ tiếng Anh tương ứng của chúng ta là many a little. Nhiều thứ nhỏ nhỏ sẽ make a mickle, sẽ làm cái to lớn. Thì rõ ràng câu chuyện chúng ta các bạn thấy là hai vợ chồng rất là tham lam, định mổ cái bụng con ngỗng ra để lấy hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu quả trứng để giao một lần, chứ mỗi ngày nó đẻ ra một trứng lâu quá. Rồi, thì nó phù hợp với câu C, tham thì thâm. Rồi câu C. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 9, đọc cái bài thơ bên dưới. Tôi muốn nói, nắng ơi, tớ cũng rất muốn chơi, muốn leo trèo, tung bóng. Nhảy dây, nhảy lò cò. Muốn đọc lên thành tiếng, hay cười to, nói to. Tiếc là mẹ đang mệt, mẹ các bạn đang mệt, nên tớ phải ngồi im. Rồi, đây chính là bài Khi Mẹ Mệt của tác giả đây, Thái Báo Tân Dịch. Bây giờ yêu cầu của cái câu hỏi này là gì? Yêu cầu của câu hỏi này các bạn thấy là the main content, là cái nội dung chính của cái bài thơ ở trên. Phương bài thơ ở trên là gì? Rồi, người ta sẽ hỏi nội dung câu chính này ở trên là gì? Bây giờ chúng ta xem nha. Giờ chúng ta đọc cái bài này, các bạn phân tích chút xíu nữa là tôi muốn nói nắng ơi, tôi cũng rất muốn chơi nè, muốn leo trèo nè. Tiếc là mẹ đang mệt nên tớ phải ngồi im. Rồi. Character là nhân vật. Nhân vật tớ nè, nói chuyện với ánh sáng mặt trời. Về cái trò chơi yêu thích của anh ấy hoặc là cô ấy. Thì có A các bạn rõ ràng các bạn bỏ đi rồi ha. Đây không phải là trò chơi yêu thích nữa các bạn. Khi nói là tâm sự rất là muốn làm việc này nhưng mẹ mệt nhưng mà phải ngồi im. Chứ không phải là cái trò chơi. Rồi câu A sai. Câu B, nhân vật tớ muốn để chơi. Một vài cái trò chơi tôi thích. Một vài cái trò chơi tôi thích các bạn. Với ánh nắng mặt trời. Nhân vật tớ muốn để chơi. Ý nghĩa, thông điệp của cái bài thơ chúng ta không phải là như vậy nha các bạn. Không phải là muốn chơi. Rồi, thông điệp ở đây các bạn. Hai câu cuối. Chúng ta xem câu C. Nhân vật tớ thì sợ nè, để mà chơi một cách ồn ào. Bởi vì mẹ của nhân vật này bị bệnh. Rồi. Câu D. Nhân vật tớ cảm thấy buồn. Bởi vì nhân vật tớ không thể chơi cái trò chơi thích nhất của nhân vật tớ. Rõ ràng, tiếc là mẹ đang mệt nên tớ phải ngồi im. Ngồi im bởi vì chơi rất ồn ào. Thì câu C của chúng ta là câu phù hợp nhất các bạn. Câu rất là rõ nghĩa, chúng ta chọn câu C. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 10. Chúng ta sẽ qua câu số 10. Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 10 các bạn. Rồi, câu số 10. There is a clock. Rồi, có cái đồng hồ các bạn. Cái mà chạy nè, nhanh hơn giờ tiêu chuẩn. Chạy nhanh hơn giờ tiêu chuẩn. Có nghĩa là cái giờ chuẩn là mốc các bạn. Ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta lấy giờ Hà Nội. Rồi. Có cái đồng hồ, cái mà chạy nhanh hơn giờ tiêu chuẩn.
3 phút mỗi giờ. Rồi các bạn lưu ý là chạy nhanh hơn 3 phút mỗi giờ. Nếu cái đồng hồ này được điều chỉnh nè, correctly, đúng nè, ở 9 giờ sáng, vậy thì cái giờ tiêu chuẩn, cái giờ đúng rồi các bạn, standard time thì đúng rồi. Khi mà cái đồng hồ này chỉ 12 giờ 30 thì cái đề của cái câu số 10 này sẽ gây cho các bạn bối rối, bởi vì nó chưa có rõ nghĩa. Chỗ này không nên là cái từ correctly các bạn. Chỗ này không nên là từ correctly. Nếu như vậy thì tất cả chúng ta đều hiểu rằng chỉnh đúng vào 9 giờ các bạn. Có nghĩa là chỉnh 9 giờ này nè, và giờ này đã đúng rồi, không phải là chạy nhanh nữa, ý nói là vậy, chứ không, ta không dùng chữ này. Và chúng ta nên dùng cái chữ khác thay thế là chữ này các bạn, sharp. Rồi, chúng ta dùng chữ sharp trong tiếng Anh, nó sẽ tiêu biểu hơn, chuẩn chuẩn hơn. Đây, 9 a.m. sharp, có nghĩa là đúng 9 giờ, không hơn 1 giây, 1 phút. Rồi, chúng ta dùng từ sharp. Từ correctly sẽ gây ra sự nhầm lẫn. Vậy thì cái gì là cái giờ tiêu chuẩn khi đồng hồ chỉ 12 giờ 30? Rồi đó các bạn. Bây giờ trong bài của chúng ta cho chúng ta là mỗi giờ nè chạy nhanh hơn giờ tiêu chuẩn 3 phút mỗi giờ. Mà bây giờ các bạn chỉnh là 9 giờ, sắp đúng 9 giờ. Thì 12 giờ 30 á thì thật sự là mấy giờ? Ý nó là vậy các bạn, thật sự là mấy giờ, là standard time mà, thật sự là mấy giờ. Rồi bây giờ từ 9 giờ tới 10 giờ là trễ 3 phút. Là các bạn cộng thêm 3. Từ 10 giờ đến 11 giờ các bạn cộng thêm 3 là 6. Từ 11 giờ đến 12 giờ các bạn cộng thêm 3 là 9. Rồi. Và từ 12 giờ đến đến 12:30 các bạn cộng thêm 1 phút rưỡi đi là 10 phút rưỡi các bạn. 10 phút rưỡi, nhưng mà ở đây á, ở đây là nó chạy nhanh hơn 3 phút, thì có nghĩa là cái giờ này các bạn, cái giờ này chính là cái giờ mà nó chạy nhanh hơn á, thì các bạn phải lùi lại 10 phút rưỡi. 10 phút rưỡi có nghĩa là 12 giờ 20, 12 giờ 19 50 giây. Rồi nhưng mà chúng ta tính chuẩn là 12 giờ 30, 12 giờ 20. Các bạn chọn câu C. Trong quá trình mà theo dõi, các bạn nào không hiểu, vẫn chưa hiểu, các bạn để lại comment nha, sẽ giải thích rõ cho các bạn. Có nghĩa là cái giờ 12 giờ 30 này các bạn là cái giờ mà giờ đồng hồ chạy nhanh á, mà bây giờ người ta hỏi là standard time, là cái giờ đúng các bạn, của giờ đúng của cái giờ chỉ này. Và gì lưu ý là các bạn chuyển từ 9 giờ nha. 9 giờ này. Cứ mỗi giờ là sai 3 phút, mà 9 giờ đến 12 giờ các bạn có 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi, có nghĩa là 10 phút. Thì câu C của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 11. Hãy nhìn vào hai bức tranh. Two pictures. Chọn cái câu trả lời đúng của cái plank. Rồi các bạn thấy đây, hình ở đây, các bạn thấy đây, đây các bạn quan sát này. Câu này tiên các bạn thấy là đây cậu bé các bạn. Cậu bé là baby ha. Baby hoặc là teenager hoặc children. Thì cậu ấy lớn lên thành adult, là người lớn. Rồi, có nghĩa là lớn lên. Còn ở đây các bạn thấy là một cái con worm. Worm. Con sâu các bạn. Hoặc là một cái con caterpillar, rồi một cái con cán nè. Thế con sâu này này các bạn biết rồi, khi mà nó lớn 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 lên, nó tách cái cán nó ra thì nó thành thành cái gì? Cái con này thì giống như là cái con eel các bạn, eel. Eel là con lươn á. Eel con lươn. Hoặc nhiều khi nhiều nhiều các bạn sẽ nghĩ nó là snake, rắn ha. Thì con này cũng khó trở thành con này. Còn con này look like a cat, giống như con mèo các bạn. Còn con này là con spider, con nhện. Rồi chúng ta có con này nè,
nhiều bạn thấy nó giống như con dơi rồi, nhưng mà nó giống con bướm hơn, các bạn butterfly. Vậy các bạn chọn câu B, thì đây chính là con caterpillar hay là con worm sẽ trở thành con butterfly khi mà thoát khỏi cái cán này nè các bạn, cocoon. Khi mà thoát khỏi cái cocoon rồi sẽ trở thành butterfly. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 12. Câu số 12 các bạn hãy nhìn vào cái chart, và cái chart các bạn là cái sơ đồ, cái biểu đồ số đây. Hãy chọn cái câu trả lời đúng nhất cho dấu hỏi. Đây cũng là một dạng mà các bạn rất là thân thuộc ở các năm trước đó ha. Rồi, cơ bản là các bạn tìm thấy quy luật của cái bảng này. Các bạn tìm thấy quy luật thì sẽ ra cái số này một cách rất là dễ dàng. Rồi, khó là ở chỗ cái quy luật. Rồi, bây giờ các bạn quan sát nha. Các bạn hãy thử nhiều cách nha. Các bạn hãy thử rất là nhiều cách khác nhau. Các bạn phải tư duy trước. Rồi, các bạn suy nghĩ trước. Bây giờ các bạn quan sát đây số 4 nè. 4, 3, 1, 2. Như quan sát đây là cái hàng rất là nhỏ, những số rất là nhỏ. Đây là những cái số bự hơn và đây là những cái số bự hơn nhiều. Có nghĩa là chúng ta hãy liên tưởng tới phép nhân hoặc là phép cộng. Bây giờ từ 4 tới 12 thì chúng ta thấy là 4 nhân 3 12. 12 tới 24 là nhân 2. 12 nhân 2. 4 nhân 3 12. 12 nhân cho 2 là 24. Còn 3 nhân 3 bằng 9. 9 nhân 2 là 18. 1 nhân 3 bằng 3. 3 nhân 2 bằng 6. 2 nhân 3 bằng 6. 6 nhân 2 12. Rồi, câu này không khó các bạn nha. Chỉ cần để ý thôi. Các bạn cố gắng để ý thôi và chúng ta sẽ tìm được cái quy luật của nó. 4 nhân 3 12, 4 nhân 8 24, 3 nhân 8 không được. Chỉ có cách vừa rồi thôi các bạn. 4 nhân 4 nhân 3 12, 12 nhân 2 24, 3 nhân 2 19, 9 nhân 2 18. Rồi. Và chúng ta đã xong 12 câu đầu tiên của đề thi tuyển sinh vào lớp 6 chuyên Anh trường Trần Đại Nghĩa. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và mong muốn được ủng hộ của tất cả các bạn. Bạn nào không hiểu thì các bạn hãy để comment phía dưới nha. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, subscribe và like. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt.